Hello, xin chào các bạn, lại là mình Thảo đây. Trong những cái video mà tìm hiểu về Deakin ấy, thì chúng ta đã cùng nhau du hành đến một đế chế sa mạc cổ đại, đó chính là Surima. Vậy thì đây là một đế chế vô cùng rộng lớn, uy dũng với hàng trăm vương quốc chư hầu lớn có, nhỏ có, và trong đó có cả Ikathia. Đây là một vương quốc chư hầu là nỗi khiếp sợ của Surima mà khó thể nào quên được. Vậy thì những bí ẩn đằng sau cái vương quốc chư hầu này có điều gì mà cần chúng ta khám phá? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau khi các bạn để lại một like, subscribe và nhấn chuông thông báo để ủng hộ cho những video mới của tụi mình nhé. Trong các video tìm hiểu về Deakin, chúng mình đã cùng du hành đến đế chế sa mạc cổ đại Surima cũng như những chiến binh thể thăng hoa huyền thoại. Là một đế chế vô cùng rộng lớn, lãnh thổ của Surima được xây lên dưới bước chân của những chiến binh thăng hoa. Thậm chí lúc hưng thịnh nhất, nó còn có thể sánh ngang với cả Norset hay Freljord hiện tại với hàng trăm các vương quốc chư hầu lớn nhỏ. Và một trong những vương quốc chư hầu đó, Ikathia, là nơi ám ảnh mà Surima sẽ không bao giờ có thể lãng quên, là vùng đất đáng bị nguyền rủa, là nơi những kẻ ngu ngốc điên cuồng đã lợi dụng hư không để rồi tự hủy diệt chính mình, là nỗi kinh hoàng đã tha hóa những chiến binh thăng hoa huyền thoại. Nhưng ít ai biết, những câu chuyện đằng sau vùng đất đã từng một thời là nơi có nền văn minh tân tiến nhất nhì đế chế Surima lúc ấy. Đúng vậy, Ikathia, vùng đất hoang tàn và đáng nguyền rủa nhất trong tất cả các vùng đất, không phải bao giờ cũng vậy. Tồn tại nơi đây từng là một nền văn minh trù phú, được cai trị bởi nhà vua Asamuk Anh Minh, người cuối cùng trong các cựu pháp vương. Khi đế chế Surima dần bành trướng khắp vùng lục địa, lời kêu gọi hòa bình của Asamuk đã bị họ bỏ ngoài tai và đội quân của ông bị hủy diệt nhanh chóng bởi những vị thần chiến binh thăng hoa. Dù bị đánh bại, nhiều người Ikathia vẫn thấy trong đó một cơ hội để cùng nhau phát triển, chấp nhận lời đề nghị được trở thành một thành bang tự chủ. Họ thiết lập một hội đồng cai trị gồm nhiều pháp sư, nhà triết học và nhà lập pháp khác nhau, luôn sẵn sàng cho việc chuyển giao quyền lực. Sau gần 9 thế kỷ nằm dưới ách thống trị của đế chế, một chàng trai trẻ mang tên Zilin đã gia nhập hàng ngũ của hội đồng. Anh là một pháp sư nguyên tố với sự thấu hiểu thiên tài đối với thực tại hữu hình và đã học tập bên cạnh những bộ óc vĩ đại nhất trong thời đại đó, từ đền Jun vĩ đại của Xtor cho đến những nhà thiên văn học lỗi lạc ở Faraji và vô số những học giả uyên bác khác. Có một nguyên tố nơi thế giới hữu hình mà rất ít kẻ có thể thông hiểu được, nhưng Zilin đã đặt quyết tâm làm chủ được nó: thời gian. Thời gian là một hằng số bất biến đối với vạn vật, ngay cả những thần chiến binh hùng mạnh cũng chẳng thể chống lại dòng chảy của nó, dù trong văn hóa Surima họ đứng trên tất cả. Là một phần của bộ máy chính trị, Zilin đã nhận thấy được sự bất mãn đang ngấm ngầm nơi cư dân thành phố Ikathia. Dù vùng đất này là nơi khai sinh của một vài người trong số những thủ lĩnh anh dũng nhất hay những học giả uyên thâm nhất của đế chế, vẫn chưa một ai xứng đáng để trở thành một thể thăng hoa. Hết lần này đến lần khác, hội đồng đã đề cử những ứng viên lên vị hoàng đế xa xăm kia, nhưng chẳng ai có thể bước lên đĩa mặt trời cả và cũng chẳng có một lời giải thích nào. Với tất cả những gì họ để lại, có lẽ chẳng bao giờ người Ikathia sẽ được đối xử một cách công bằng. Lòng oán giận chất chứa trong Zilin, nhưng anh vẫn tỏ ra lo lắng khi những người đồng nghiệp của mình bắt đầu công khai bàn luận về việc ly khai. Anh yêu nước, nhưng nếu phải đối mặt với những thể thăng hoa kia, bất kỳ cuộc nổi loạn nào cũng sẽ kết thúc thảm họa đối với dân tộc của anh. Để tìm kiếm một phương án ngoại giao, anh đi sứ đến các vùng đất láng giềng như Kalik, Kauduga và Xtor. Anh đã có rất nhiều đồng minh trong cuộc đời mình và giờ đây anh yêu cầu họ đứng lên cùng Ikathia. Mọi lần như một, câu trả lời vẫn chẳng thấy thay đổi, họ sẽ không đứng lên chống lại Surima. Nếu dân tộc của Zilin muốn làm điều đó, họ sẽ phải làm nó một mình. Quay trở về nhà, Zilin choáng váng khi nhận ra rằng hội đồng đã quyết định đưa một pháp vương mới lên ngôi. Hồi hộp, mừng rỡ, họ kể với anh về nguồn sức mạnh cổ đại và cấm kỵ mà mình vừa phát hiện ra, một nguồn sức mạnh khủng khiếp đến nỗi chiến thắng của Ikathia sẽ là tất yếu. Họ đã kể với Zilin về nỗi kinh hoàng hư không. Anh nhìn thẳng vào những người Ikathia thông thái, khôn ngoan đó, nhưng giờ đây chỉ còn là sự điên cuồng hiện hữu trong ánh mắt họ. Zilin đau đớn nhận ra rằng tha cuộc nổi dậy của họ bị đè bẹp còn hơn là giải phóng những điều kinh tởm đó ra thế giới này. Và nỗi sợ hãi lớn nhất của Zilin đã xảy đến. Được giải phóng trên chiến trường, hư không nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát của những pháp sư đang cố chế ngự nó và giờ khắc lụi tàn của Ikathia đã điểm. Khi anh cố thoát khỏi kinh đô, mặt đất bỗng rung chuyển, những tòa nhà đổ sập, những nỗi kinh hoàng nơi ngoại giới bắt đầu trồi lên từ vực thẳm, bao vây lấy những cư dân đang hoảng loạn bên trong. Họ đã mắc kẹt, hàng trăm ngàn con người vô tội sẽ phải chết. Trong tuyệt vọng, Zilin đã đưa vào trong tòa tháp của mình tất cả những người anh có thể và rồi thực hiện một điều không thể. Anh đưa toàn bộ công trình đó ra khỏi dòng thời gian. Gục xuống sàn đá lạnh tanh, với toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, Zilin ngắm nhìn những dáng hình đang đóng băng xung quanh mình. Hư không đã dừng lại, nhưng chỉ là bên trong các bức tường của tòa tháp. Ngoài kia, nơi Ikathia từng tồn tại, chẳng còn lại gì nữa cả. Zilin đã bỏ ra hàng thập kỷ, cố tìm cách thấu hiểu những bí ẩn của thời gian và vòng lặp nhân quả, và dường như chỉ có mỗi ông là có thể di chuyển tự do giữa những dị biến thời gian mà bằng một cách nào đó mình đã tạo ra. Dẫu cho những người dân đó đã được cứu, ông vẫn chẳng thể biết mình đã làm điều đó bằng cách nào. Bằng thiên định và những thiết bị kỳ lạ được chính ông thiết kế, Zilin bắt đầu lần mò theo những dòng quá khứ và hiện tại đã dẫn đến thực tại này, dần dần học được cách dịch chuyển tới lui giữa chúng và tìm kiếm ở đó một tương lai nơi những cố gắng của ông đã thành công. Nhưng đó mới là nơi ông tìm thấy mối nguy thực sự kết thúc của vạn vật, một ngày tận thế lớn đang trực chờ Runeterra.
Giờ đây, Xilin có thể tồn tại ở mọi nơi và mọi thời điểm. Dù vậy, ông vẫn luôn thận trọng với những hậu quả để lại khi thay đổi thế giới này hay tạo ra những định mệnh không nằm trong dự tính, thường là những xung đột và lúc nào cũng nguy hiểm hơn. Có lẽ nếu ông tìm được cách để cứu lấy dân tộc mình thì ngay tận thế kia cũng sẽ có thể được ngăn chặn. Câu hỏi duy nhất là trên con đường tìm kiếm liệu ông sẽ phải hy sinh những thứ gì, không ai có thể biết được điều đó và có lẽ chỉ có chính thời gian mới có thể cho Xilin câu trả lời mà ông cần. Trong những người thoát khỏi thảm họa Ikathia lúc ấy, vẫn còn một người nữa, Sajakai Greenix Ikathian, mà có thể các bạn sẽ quen thuộc hơn với cái tên Zack, bậc thầy vũ khí vĩ đại nhất Runeterra, là người sống sót cuối cùng trong những Kohari, các chiến binh đã tuyên thệ để bảo vệ Ikathia. Nhưng khi hư không được giải phóng, để chống lại những thể thăng hoa của đế chế Surima, Ikathia đã bị nuốt chửng, để lại một Zack cô độc và không còn mục tiêu. Ông đã thu thập ánh sáng cuối cùng của Ikathia, biểu tượng của niềm hy vọng trong ông về một ngày hư không sẽ bị đánh bại, và giờ đây, ông lãng du khắp thế giới, tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ nhất để cùng mình kề vai sát cánh đối mặt với bóng tối đang dần vươn đến. Zack lớn lên ở Ikathia, một thành bang của đế chế Surima. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cha ông đã kể về một thời đại khi quê nhà của họ vẫn còn là một quốc gia độc lập, kiêu hãnh trước khi người Surima đặt gót chân giày xéo của họ lên nơi đây. Cha ông đã kể cho ông nghe về những Kohari, những vị anh hùng bảo vệ Ikathia và vị pháp vương của họ. Vị pháp vương đã đứng lên chống lại cơn sóng chinh phạt của người Surima và hy sinh trong chiến trận. Trong khi những Kohari cũng đối gót ông sau một nghi lễ tự sát, thi thể của những Kohari sau đó được hoàng đế Surima đem ra thị chúng và chính pháp vương cũng bị xiên trên một chiếc cọc nhọn đặt trước cổng thành để mặc cho xương thịt ông mục rữa. Cha của Zack đã chứng kiến hành động kinh tởm đó và rồi ông truyền lại cho con trai mình mối hận thù luôn rực cháy trong tim mỗi người Ikathia. Dù vậy, Zack vẫn luôn chăm chỉ theo đuổi con đường võ thuật, học hỏi từ cả những bậc thầy vũ khí đến từ Surima hay những trưởng lão trong chính bộ tộc của mình. Sau nhiều thế kỷ dưới ách thống trị của người Surima, một trận động đất kinh hoàng đã diễn ra nơi thành phố duyên hải Sabera. Sự hủy diệt đã hé lộ một thứ gì đó ẩn sâu trong lòng đất, một thứ gì đó đen tối và hùng mạnh, có lẽ là đủ mạnh để vượt qua cả những chiến binh thăng hoa thần thánh của Surima. Zack được giao phó nhiệm vụ bảo vệ những pháp sư Ikathia đã chạm trán với thực thể này, thứ có thể bị lính canh kiểm soát được bằng những chiếc quyền trượng được thắp lên bởi ngọn lửa nguyên tố ma thuật. Trong sự ghê tởm, ông hộ tống những pháp sư về hội đồng để họ có thể báo cáo về những điều mà họ vừa học được. Họ gọi thứ sức mạnh đó là hư không. Ngay lập tức hội đồng nhận ra tiềm năng trong nó, nhưng Zack đã nhìn thấy mối họa diệt vong đang tiềm tàng bên trong hư không. Là một bậc thầy vũ khí, ông hiểu rõ sự nguy hiểm khi cầm trong tay một món vũ khí mà họ không thể hiểu thấu hay khai thác một cách an toàn. Ông đã phải hối hận vì đã không xuống tay hạ sát những pháp sư đó trước khi họ trở về từ Sabera, và thậm chí ông sẽ phải hối hận khôn nguôi khi ngày tàn đã điểm. Tự tin rằng sức mạnh của hư không sẽ đánh bại ách thống trị của người Surima, hội đồng đã đưa một pháp vương mới lên ngôi, đội Kohari cũng được tái lập và Zack là một trong những người đầu tiên gia nhập hàng ngũ đó. Họ có được những chiến thắng ban đầu và bản thân Zack thậm chí đã hạ sát một chiến binh thăng hoa trên chiến trường, ngạo nghễ nhìn ngắm thi thể của hắn bị đưa đi thị chúng ngay giữa thành phố tự do Bayek. Khi quân đoàn thăng hoa hành quân đến Ikathia, Zack và những đồng đội của ông đã chờ sẵn nơi đầu chiến tuyến. Khi hai đội quân lao vào nhau, khi máu đã loang khắp mặt đất bên dưới, những pháp sư và tu sĩ Ikathia quyết định rằng đã đến thời điểm hư không được giải phóng. Sự hủy diệt quét qua khắp vùng đất, người Ikathia, người Surima và ngay cả những thể thăng hoa hùng mạnh bị phân rã khỏi sự tồn tại. Những bức tường nơi thành phố sụp đổ khi hư không nuốt chửng hàng ngàn sinh mạng vào trong sự lãng quên, lạnh lẽo và thinh lặng. Chỉ trong chốc lát, chẳng còn gì là Ikathia nữa. Zack cưỡi ngựa đến khe nứt nơi hư không được hiệu triệu với ý định tự vẫn dưới lưỡi kiếm của mình như chính những chiến binh Kohari cổ đại. Nhưng trước khi kết liễu mạng sống bản thân, ông nhận ra giữa đống hoang tàn, một chiếc quyền trượng mà ông từng thấy ở Sabera vẫn còn rực cháy ánh lửa nguyên tố có thể đẩy lùi hư không. Chính ngọn lửa đó đã thắp lên một tia sáng trong tim Zack. Ông chộp lấy ngọn đuốc và bỏ lại sau lưng đống đổ nát của quê hương mình, đi theo ánh sáng cuối cùng của Ikathia và niềm hy vọng mà nó tượng trưng. Đau buồn và tủi nhục, Sajakai Greenix Kohari Ikathian khước từ cái tên cũ của mình và từ ngày đó, ông chỉ được biết đến với cái tên Zack. Ông trở thành một kẻ lãng du, lang thang khắp những vùng đất đã biết, cũng như những vùng đất chưa hề có tên trên bản đồ. Với ngọn lửa ma thuật trong tay, tuổi thọ của Zack được kéo dài vượt quá giới hạn của ngay cả những người Ikathia nổi tiếng sống thọ. Dù vậy, khi đi càng xa khỏi Ikathia, ngọn lửa lại càng tan lụi dần cho đến khi nó sắp tắt ngó một lần và mãi mãi. Zack hiểu rằng ông giờ đây chẳng thể chạy trốn khỏi quá khứ nữa. Ông có nghĩa vụ phải quay trở lại và chiến đấu. Sự lan tràn của hư không đã bị chặn đứng bởi những thể thăng hoa cuối cùng, nhưng mối hiểm họa từ nó thì vẫn còn nguyên. Nhiều thế kỷ sau đó, Zack đã lang thang như một chiến binh cô độc, tìm kiếm những kẻ đủ mạnh để tái thiết lại Kohari. Dù đã tham gia vô số trận chiến, đối đầu với vô số những chiến binh với kỹ năng, lòng dũng cảm hay sức mạnh lớn lao, chẳng ai đủ mạnh để thuyết phục ông rằng họ có thể đối đầu với bóng đêm đang dần lan tràn ngoài kia. Sự sụp đổ của Ikathia đã để lại trong Zack nhiều nghi hoặc, nhưng có một điều tất yếu vẫn tồn tại. Khi trận chiến cuối cùng đến, Zack sẽ phải đối mặt với hư không, dù ông phải một mình đối mặt với nó đi chăng nữa.